Ayo, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh channel Trải nghiệm TV của mình. Mình là Trải nghiệm TV đây. Và để tiếp tục chương trình hôm nay thì cho mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem video, một ngày thật là vui vẻ, nhiều thành công trong công việc. Và để cái tiếp tục cái chương trình hôm nay thì mình sẽ xin nhắc về cái event lần này ha. Các bạn có theo dõi kênh thì góp ý rằng mình làm event lần này ha. Góp ý comment không có kết bạn Facebook á, thì comment trực tiếp trên cái kênh của mình, trên cái video. Mình sẽ ghép và sẽ gom những cái comment nó lại và cho cái event này thêm sinh động gì, sôi động và nồng nhiệt, nồng cháy thêm á, thì mình sẽ thêm hai phần thưởng nữa nha. Mình sẽ thêm hai phần thưởng nữa. Cái phần thưởng mình xin nói lại ha, để cho cái event lần này tổ chức được im ái nè, không tranh giành nè, và có lực của lệ đàng hoàng, thì mình xin những ý kiến của bạn góp lại để góp cái thể lệ chơi lại rằng mình tổ chức event. Dữ rồi. Và nói chuyện của này là chết luôn rồi. Và để cái event được diễn ra suôn sẻ và sôi động, sôi nổi hơn thì mình sẽ thêm vào hai phần thưởng nha. 1, 2, 3 cho ba bạn. Nếu mà không có cái không có comment, không có góp ý á, thì mình sẽ đưa ra lịch chơi luôn nha. Từ khi cái video này phát sóng, từ khi cái video này được phát sóng trong vòng 2 ngày nữa là video nó up lên, qua một ngày là mình cởi một ngày, thêm một ngày nữa là hai ngày đó mọi người. Nếu mà không có góp ý gì nhiều thì mình xin đưa ra lực lại để tổ chức event luôn. Mình sẽ đưa ra lực mà mình chưa công bố nha, mình chưa công bố, chừng nữa mình sẽ công bố. Trong vòng 2 ngày nữa mà mình góp lại không có ý kiến nhiều thì mình sẽ tự ra cái thể lệ chơi event lần này. Và phần thưởng lần này các bạn nghe cho rõ nha, các bạn nghe cái mà nghe cho rõ. Giải nhất, người trả lời đúng sớm nhất, người trả lời đúng sớm nhất nha. Sớm nhất là mình tính theo là cái phần trăm giây trên cái comment, trên phần trăm giây, phần trăm phút comment ở trên cái video nha. Như ví dụ cái video này, ví dụ là video này là event đi, mình up lên rồi, người nào trả lời bình luận đầu tiên sớm nhất và đúng với kết quả nhất là sẽ được giải nhất. Nó cái gì cũng nhất hết. Giải nhất là 500 đê con cho một giải nhất. Còn người trả lời đúng câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ hai tiếp theo mà sớm nhất nha, là trong vòng bây giờ nói luôn, cái người trả lời sớm nhất là được 500 đứa con. Người trả lời kế tiếp không có cách xa quá, thì nói chung là người trả lời kế tiếp là được 3 con gấu. Người trả lời cuối cùng thì được 1 set gồng xanh. Mình sẽ ưu đãi cho cái event lần 3 này được chu đáo nè, sôi động nè, cuồng nhiệt hơn, cho các bạn có tinh thần vào chơi game cho nó nồng cháy hơn và sôi nổi hơn. Cái event lần này thì cái thể lệ chơi thì mình chưa có nói nha. Video đằng sau trong vòng 2 ngày tới này mình sẽ làm ra một cái video ngắn, mình thông báo lịch chơi của event lần 3. Các bạn nhớ xem nha, nhớ xem và theo dõi. Sau video kết thúc, video này không tính video này, sau cái video thông báo kết thúc, bạn nào trả lời sớm nhất là sẽ được 500 đê con. Trả lời câu được kế tiếp là nó hạng thứ hai đó, hạng nhì đó, thì được ba con gấu. Người trả lời sau cùng kế tiếp, kết quả phải đúng nha,
kết quả phải đúng, người trả lời kế tiếp là được một set gầm xanh. Nó ưu đãi chưa? Cái thể loại mình ra thì mình không công bố liền đâu, công bố liền á thì nó mắc vui chứ không có đúng lực. Video này mình chỉ lên là thông báo cho các bạn để cho các bạn góp ý lại, nếu mà ý kiến nhiều và hợp lý mình sẽ tổ chức event theo thể loại của các bạn. Nếu mà mình không có nhận được ý kiến gì hết là mình sẽ tự tự động tổ chức event luôn nha. Mình sẽ tự ý mình tổ chức event, mình sẽ cho câu hỏi để các bạn trả lời, người nào trả lời sớm nhất rồi trả lời 1 2 3 là được 3 giải thưởng, là sớm đầu tiên, sớm thứ hai, sớm thứ ba là được 3 cái, ba sớm nhập lại thì thôi nhiều chuyện thôi nhé luôn á. Một sớm thôi là chết rồi, này tới ba sớm. Giải nhất nhắc lại nha, giải nhất 500 đề con, giải nhì 3 con gấu, một con là 69 đề con, ba con nhiêu ta? 69 là 6 3 18 cũng 200 mấy đề con. Giải thứ ba một set dòng xanh cộng 8. Nó event lần này ghê 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 không, mình đầu tư lắm luôn á. Hôm nay cài sấp mặt gần ngày cả đêm đã tổ chức event cho các bạn. Và các bạn nhớ theo dõi nha, các bạn có theo dõi kênh đó thì cho mình một comment nè, đặng mình biết các bạn theo dõi, cho mình một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để kênh mình ngày càng càng phát triển thêm. Còn những anh bờ gồ nào á có ý kiến gì hay á thì comment cho em biết luôn nha. Còn những bạn nào mà có yêu thích mình á thì nhớ vào đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Và video thông báo của mình đến đây sẽ xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Các bạn nhớ theo dõi nha, để event lần này mình làm được tốt đẹp hơn. Xin chào và bye bye.